Tới thời kỳ lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổ xác tại hồn, nhưng mà mình ráng làm hiền thế nào được, mình giữ cái hội, giữ cái hội Long Hoa đó, mình có tên trên đó đó. Mà chừng đó đường bà có tên đông lắm, đường ông ít xỉu Chính hội không? Long Hoa mà tu sao được hội Khắp Long Hoa hoàn hiểu không? cầu Không đổ sao. xác tại hồn. Quý vị nên hiểu cái này nè, cái đổi xác đây đó thì già quá trẻ đó, mà mình quá trẻ đây không phải là mình 6-70 tuổi mà thành đứa con nít, không phải là vậy nha. Tôi giả thuyết cái này chứ, nếu mà cả thế giới này tới ngày đổi xác mà già quá trẻ mà thành đứa con nít hết rồi, ai đâu quản lý đất nước, ai đâu mà chăm lo sự sống của thế giới này, phải không? Đó, tôi nói cái lý này cho quý vị hiểu, già quá trẻ để có nghĩa là tới cái ngày lập hội tôi. Cho chúng sanh phải ráng lo tu hiền. Tiểu nạn đây có nghĩa là bệnh dịch, ốm đau, mưa bão bất thường mà Đức Thầy đã cho biết là khổ ách này đẳng thích bệnh trần. Đây là cái cực khổ đã xiết đến để cho chúng sanh phải ráng tu hành. Trải qua một thời gian bệnh dịch rồi thì chúng anh em tín đồ bà con cũng bước vào tu hiền cũng khá đông, nhưng mà qua cái bệnh dịch ổn định rồi cái coi bị cũng cũng lơ láo, là không còn tiến triển mạnh nhờ bệnh dịch. Như vậy thì bà con đừng có sai lầm rằng cái bệnh dịch này là nó hết và nó sẽ còn tiến triển mạnh hơn nữa. Và cái cơ mà tiểu nạn đây đó có thể là theo lời của Phật cho biết đó, thì mình nói đó sau lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Câu này thì quý vị nên nghe để mà hiểu, để mà ráng tu. Bây giờ thời kỳ là thời kỳ hang ơn, thời kỳ tận diệt, Thầy mới trở lại đây để cứu độ chúng sanh. Thời kỳ này là ngày tận độ, mà ai tu hành hiền đức đó, đàn bà thì tròn cái công dung ngôn hạnh thôi là được về đời thượng ơn rồi. Còn đàn ông phải chu đáo lắm, một đàn ông thì ông ba thế ông năm ngàn người mà còn không được 100 người, còn đàn bà 1.000 người là còn trên 500 người, tức là đàn bà còn hơn phân nữa. Thành ra nó dễ, đàn bà dễ lắm, nhưng mà về đó là để tới thời kỳ thai hồn đổi xác. Thay hồn là thay làm sao, mà đổi xác là đổi làm sao, cái này quý vị cũng cần nên biết. Nếu nói cái hồn chúng ta đó tức là cái tâm con người, cái sự hiểu biết thông minh là ngu đần cũng do cái tâm mình ra. Mà trời sanh ra con người đó thì nó nên sanh ra theo cái định luật nhân quả. Con người mà sanh ra được cái tướng hào hoa bóng loáng thì ta có cái phúc đức, ta mới giàu có được. Còn con người mà sanh ra cái mặt ngu đần, đần độn thì đã kém phúc đức, mới bị ngu đần. Mà nếu sanh ra cái xác ngu đần thì cái tâm ngu đần chứ không khi nào thông minh sáng suốt như ta được. Bởi vì mình đã tạo nhiều cái ác đức thành ra sanh ra ngu đần. Nó thành ra ví dụ như bây giờ là cái thời kỳ mạt pháp chúng ta ráng tu cho tới thì thai hồn đổi xác. Thai hồn là thai thế nào, bà con nên hiểu cái này, thời kỳ này rất là báo quý cho cái cả thế giới, không riêng gì một đất nước Việt Nam, mà mình đất nước Việt Nam đây thì có Phật xuất thế. Thai hồn có nghĩa là chúng ta là cái hồn, chúng ta là cái tâm, chúng ta ngày nay là cái tâm hạ căn hạ trí ngu đần lắm, không có sáng suốt. Đến đổi giảng của thầy mà kẻ biết dày người biết khác biết, không có sạch cái giáo lý của thầy trong cái chân lý để tu hiền, chỉ người biết nhóm này kẻ biết nhóm kia mà ngồi lại cãi lộn đó. Tức là cái mở mang cái trí hóa của người hạ căn rất là thấp. Thành ra muốn tu mà để về cái cực lạc đó thì 1.000 người được 2-3 người. Nhưng mà cũng xin thưa với cái này cho quý vị, đàn bà rất là dễ tu,
Đàn bà bây giờ thấy không, đi chùa đàn bà đi rất là đông đó, thấy không? Đó. Nhưng mà nếu quý vị mà thấy thời này có Phật xuất thế rồi đó, quý vị nên nguyện tu giải thoát về Tây Phương đi. Mình nguyện giải thoát thì sẽ được, chứ không khi nào không. Nha, rồi để chú giải thích dần dần cái này cho quý cô nghe. Còn quý cô, quý ông mà không nguyện giải thoát đó, nói thôi tu giải thoát khó lắm. Sự thật là tu giải thoát khó. Mình còn vướng mắc làm sao giải thoát về Tây Phương, dân cảnh phá hoại trên sao, phải không? Nhưng mà người có phát nguyện rồi là sẽ được. Từ xưa đến giờ đó, vào thời của Đức Thích Ca ra mở đạo đó, thì cũng cứ con người thôi chứ mà tu nhiều kiếp, có người tu 20-30 kiếp mới phát triển lên thành người thượng căn. Tới thượng căn rồi đó là mới thấu suốt được trí tuệ, thông đa thuộc, thông suốt hết rồi đó mới phá được tất cả các cái vướng mắc. Còn người đời nay hạ căn mà thầy xuống đây là tận độ. Nếu ai có phát nguyện để tu giải thoát sẽ được giải thoát. Tôi nói cái đoạn này rồi tôi mới mở ra cái chỗ sẽ được giải thoát như thế nào. Tới thời kỳ lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổ xác tại hồn, nhưng mà mình ráng làm hiền thế nào được, mình giữ cái hội, giữ cái hội Long Hoa đó, mình có tên trên đó đó. Mà chừng đó đường bà có tên đông lắm, đường ông ít xỉu à. Khắp hoàn cầu rỗi xác thai hồn. Quý vị nên hiểu cái này nè, cái đổi xác đây đó thì già quá trẻ đó. Mà mình quá trẻ đây không phải là mình 60-70 tuổi mà thành đứa con nít, không phải là vậy nha. Tôi giả thuyết cái này chứ, nếu mà cả thế giới này tới ngày đổi xác mà già quá trẻ mà thành đứa con nít hết rồi, ai đâu quản lý đất nước, ai đâu mà chăm lo sự sống của thế giới này, phải không? Đó, tôi nói cái lý này cho quý vị hiểu. Già quá trẻ để có nghĩa là tới cái ngày lập hội tôi là 90 tuổi, phải không? Thì tôi già rồi, so với cái thời kỳ sống 100 tuổi, 90 tuổi run rẩy rồi, phải không? Các cô đây nè, năm 60 tuổi thì bây giờ cũng nửa sạc người, hơn nửa sạc người rồi, phải không? Có con có cháu nội hết rồi. Đó. Nhưng mà tới khi mà đổi xác đó, già quá trẻ đó, các cô năm 60 tuổi là có thành một thiếu nữ xinh đẹp, phải không? Một thiếu nữ xinh đẹp mà thời này chưa được lấy chồng, phải không? Mà tới 70 tuổi mới được lấy chồng. Đó, quá trẻ là vậy. Mà quá trẻ ở đây thì ngày nay 60 tuổi đó là coi như hơn nửa chạng người rồi, phải không? Nhưng mà tới thời kỳ mà sống đời thương ơn, thay hình đổi xác đó, các cô thành cái xác 60 tuổi mà so với cái tuổi 10.000 tuổi, các cô còn con nít, phải không? Rồi các cô sống tới 70 tuổi các cô mới được định vợ gả chồng, 80 tuổi mới được có con. Nó là quá trẻ là vậy, chứ không phải quá thành đứa con nít. Còn tôi tới chừng đó, dù tôi là 90 tuổi hay là 100 tuổi thì tôi thành một thanh niên 100 tuổi so với 10.000 tuổi thì nó cũng là trẻ. Cái nghĩa nó vậy. Còn thai hồn là thai sao? Ví dụ, chúng ta là con người, được làm người là rất là quý rồi. Mà chúng ta đã qua nhiều cái kiếp làm thú rồi. Hồi mà đời vô thủy tới giờ chúng ta không biết bao nhiêu xương chất là đủ mọi tầng lớp rồi. Mà ngày nay chúng ta đã được con người, mà chẳng những kiếp này ta biết được Phật, biết được cái pháp thầy tu, ta đã là con người mấy kiếp trước rồi, đã có gieo duyên thầy rồi, phải không? Thì cũng được một cái duyên sâu rồi. Bởi thầy nói duyên lành mới được hồn điên đó. Còn nếu mà ai mà cái thời này có thông minh sáng suốt cỡ nào để nữa làm bạc ác đó, khi chết rồi phải bị đọa vào địa ngục tới chừng đầu thai được trở lên, mà đúng cái cơ duyên mà đầu thai thời này thời kỳ tận diệt rồi, đầu thai trở lên mà thành một con trùng thì cái tâm của chúng sanh người đó là tâm con trùng, tâm con thú là thành tâm con thú ngu đần, chứ không phải tâm người thông minh nữa. Đó là thai hồn, phải không? Đổi xác, bây giờ đổi cái xác thú thì cái tâm theo tâm thú.
Còn bây giờ các cô có tu hiền và các cô thai hồn đổi xác được rồi, thành cái người trẻ trung được rồi. Đây là lời tôi nói lời của Phật nghe, chứ không phải tôi nói lời tôi nghe. Ông ba ông nói đó, tới thời kỳ đó, đổi sông, trời nó sập đổ hết trơn rồi, đổi sông, đổi biển, đổi hòn, đổi thay đổi hết, đổi trời, rồi đổi đất nữa chứ không phải còn yên gì, núi thì còn nổi thêm, mới đổi người, hồn Phật mới êm. Đổi 18 nước gần bên một nhà, chừng đó các cô còn sống, các cô là cái tâm Phật rồi, không phải tâm bây giờ ngu đần, và chính tôi bây giờ cũng ngu đần. Mà nếu chúng ta cố gắng tu thì chừng đó chuyển là thành cái tâm Phật, thành người thượng thượng căn rồi, thì thầy mới nói là tới chừng đó nè, ai có phát nguyện giải thoát phải không, chừng đó nè, kiến diện bậc chân sư nè, kiến diện là thấy Phật trước mặt, phải không, thuyết pháp. Tu hành mau đắc quả, tới chừng đó các cô thành người thượng căn rồi. Chỉ cần Phật Di Lặc thuyết một tràng pháp cho các kêu hiểu thấu suốt để tu theo cái căn duyên, chứ không phải dướng mắt như bây giờ đâu. Thì ráng có cái nguyện đó, ha. Còn ai không có cái nguyện đó nữa thôi, tôi nguyện về đời thượng ân, tôi hưởng được rồi thì tới đó chứ không khi nào vượt qua khỏi nữa được. Ý lắm là vậy. Rồi cái cuộc thai hồn đổi xác là như vậy. Thành ra theo cái thời kỳ của thầy ra đời đó, thời kỳ tận độ mới có cái chỗ là dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phục hành được cứu cánh và nan dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đến tiên phàm ma quỷ súc sanh mà vẫn tu giải thoát được, mà thời Đức Thích Ca cái này không được. Thời này thời kỳ tận độ, thời kỳ trời xả tội, mà tiên phàm ma quỷ thời này vẫn có tu được. Thì người ta quyết định giải thoát rồi, người ta đã chịu khổ quá nhiều, người ta nguyện giải thoát, có Phật ta nguyện giải thoát, thì khi mà lập hội long qua ta thành người thượng căn rồi, thì cái nguyện ta phát lên ta tu giải thoát là một kiếp lần kiếp của đời thượng quân nè, chứ không phải kiếp bây giờ. Kiếp bây giờ u tối lắm, ráng mà tu hành làm hiền từ, rồi nếu chồng con mà không có đạo đức mình ráng mình khuyên. Tại ở đường bà sắc mà còn phải chảy theo cái miệng đường bà, mà tại sao mà gia chồng mình trong nhà mình không làm được, phải ráng cố gắng, phải không, mình lựa những cái nhược điểm của ông mình moi dần dần ra à, chứ mình đừng ra nghinh rồi ông quánh à. Đường bà khôn thì ráng là như vậy thôi. Tôi chỉ giải đáp về cái vấn đề tu hành, phải ráng như vậy. Thời kỳ này tu rất dễ. Mà ông Ba Thới ông nói một câu đó, thầy dâng lệnh trời xuống đây, trong năm sắc lệnh thầy có nhận sắc lệnh trời, mà đặc biệt cái sắc lệnh trời thì thầy cho biết là xuống đây thời kỳ này ai mà tu hiền thì trời xả tội, chỉ có thời kỳ này mới được xả tội, phải không? Mà ông Ba Thới là Phật thầy Tây An nói nha các cô, ông Ba Thới ông nói đó, dù là mấy kiếp bất nhân, mấy kiếp trước mình tàn ác bắt nhân đi ha, nhưng mà kiếp này tu niệm thì lành thân dọn tàn, trừ hết yêu cầu biết tu trong kiếp này là được xả tội, mà trời mới xả tội được, mà thầy nhận lệnh trời xuống đây nè. Đó, thành ráng tu mấy cô ơi, ráng tu, còn không có bao nhiêu nữa đâu. Bây giờ theo danh theo lợi nó để làm gì, cất cái quy la nhà lầu lên để làm gì, đủ ăn đủ sống, dạy dỗ con cháu cho nó biết đạo. Rồi tại sao mà tới thời kỳ đó sẽ bỏ hết, rồi tại sao ông ba ông nói đó, đói ăn bắp, đói nữa ăn khoai, phải không, đói nữa ngày mai ăn đá, phải không, đá mà sao ăn được, bà đá ăn được đó. Chừng sau các cô mà đủ duyên, các cô về được 4 ông thẻ rồi, rồi lúc người ta đói khổ các cô cũng đói khổ, mà hồi đó lúa bay về núi dành rài ngày sau đó, bây giờ chừng núi tô dở lên là gạo lúa đó mấy cô có đủ ăn, cái đó kêu ăn đá đó, chứ phải đá cục sao ăn. Mình tu hành sao mình mới được về 4 thẻ đó ông sao? Hả? Mình tu hành sao mà được về 4 thẻ đó, ông chỉ con tu với cái môn đó kìa. 4 thẻ đây có nghĩa là hồi đó Phật thầy Tây An sai Đức Cơ Quảng Linh cấm 4 thẻ, mà thực chất là 5 ông thẻ. Dạ. Nhưng mà 4 thẻ này là 4 ông thẻ là Đức Cơ Quản đi cấm, hồi đó Phật thầy Tăng mới sai Đức Cơ Quản, lúc thầy Tăng dương tịch đó,
thầy cứ đang mấy bề dặn 12 đệ tử mỗi người đi một nơi giáo đạo. Còn riêng Đức Cứu Quảng thì đi cắm bốn thẻ xong rồi phải trở về nhà lo làm ruộng và mộ binh sĩ để năm tới năm 1858 là Pháp nó vô nó lấn chiếm Việt Nam, Đức Cứu Quảng phải có trách nhiệm đi mộ binh rồi để kháng chiến chống Pháp. À. Rồi Đức Cứu Quảng đi cắm bốn thẻ, Đức Cứu Quảng mới hỏi chứ bạch thầy cắm bốn thẻ này có lợi ích gì? Phật thầy mới dạy, không nói nhiều mà Phật thầy mới nói là chẳng lẽ mình thua Trung Quốc là sao? Thôi chú đi cắm bốn thẻ này, khi chú cắm xong rồi chú mới đọc tâm kinh thì sẽ có muôn binh gìn giữ con thẻ nè. Nhưng mà ông cố ông đọc thì ông cắm xong đọc tâm kinh đó còn cố thì mình đâu có biết sao. Thì sẽ có muôn binh gìn giữ, nhưng mà sau này đó ông Bạch Thới mới nói là một ông thẻ số 3 đó ngăn tiền lộ một bài ông thẻ, cấm tứ phương đủ lẽ môn binh, trời giúp đường hai chữ khương minh, Phật độ tận muôn binh trợ lực. Tức là đến cái thời kỳ mà núi ông cấm dở lên 18 nước mà nó vô nó xâm chiếm nó đánh đó, mà giật đá nổ cát bay cù lao sập biển lấp non dời, tất cả con người phải dồn về cái vùng núi ông cấm, mà vô được bốn thẻ đó là có cơm gạo ăn mà không bị khí độc của bơm nguyên tử tất cả các thứ. Mà người nào vô được là khi mà chạy vô cái cửa trời đó, cái cửa trời ở tại chỗ ông thẻ số 2 đó, ngọn cá dầu lồng lộng cửa trời đó, phải không? Có hộ thần gìn giữ, mà con người không có tu trên cái trán này không có cái ánh sáng là hộ thần không cho vô. Nó cái người đủ công hạnh là tới đó, hộ thần nhìn thấy là biết người này có đạo rồi chạy vô. Nó, chạy vô đó là còn sống sót, phải không? Còn ở ngoài là chết hết. Nó, thành ra ông Đức Thầy mình có nói trong cái bài mà Thiên Đế Ca đó, thầy nói một đoạn nè, tới khi tới chừng đó nó chạy nè, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, phải không? Đứng sau lưng hình dốc giả chân. Nơi phía trước tức là khi chạy vô bốn thẻ là nơi phía trước treo leo là chỗ chết, thì vô không được, là đứng treo leo, đứng chỗ chết rồi đứng khóc la hơn. Đứng sau lưng, mà trước sau lưng hình dốc giả chân đây là chỉ cho đông người, kẻ trước người sau đó. Chữ giải chân đây có nghĩa là cái từ ngữ chữ giải chân đây đó. Chữ giải nè, VD, A, Y, Z, dấu hỏi. Là tới chừng đó dãy dụa chứ không còn chạy đâu được, đông người xô đẩy dãy dụa nhau rồi cũng chết. À, không vô được, nó sẽ lên dưới chân. Rồi phải tới nước kia lửa nọ tưng bừng. Nước là nước lửa nó cháy ùn ùn. À, thảm cho thế sự lấy lừng nặng tay. Thì cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo biến khoe khoang. Đến nay gần buổi tai nàng, tam thiên lục bá khắp tràn hạ dân. Cái người không tu niệm thì nửa chịu cảnh đó đó các cô. Bây giờ các cô ráng tu đi. Thằng ơi tôi nói thiệt các cô ráng niệm Phật đi. Rồi mình ngôn từ đạo hạnh, nhưng phải dạy dỗ con cháu. Con mình thì cũng có lúc nó ngang ngược, rồi cũng có đứa nó nghe lời. Rồi mình cũng cam ngôn mỹ từ chứ không nên chửi bới. Rồi dạy dỗ giáo hóa nó, từ từ nó sẽ nghe, nó hiểu đạo là được hết. Mình hiểu đạo rồi mình dẫn cả bầy luôn đó. Thành ra các cô phải ráng niệm Phật và ngôn từ đạo hạnh, ráng làm hiền từ để mà độ cho gia đình mình, rồi có cái dịp mình tu giải thoát để cứu ông bà cha mẹ cứu quyền mình nữa. Chỉ có kiếp này mình mới được về Tây Phương thôi để mình cứu ông bà, mình không ráng tu là mình không có duyên với Phật. Phải không? Xin thưa với mấy cô đây, tôi tu cũng muộn lắm. Nhưng mà tại sao tôi có cái hiểu biết? Nhờ tôi niệm Phật đó mấy cô. Và tôi bỏ ra tôi chiếu giáo lý. Tôi niệm Phật đến đổi bằng đêm tôi không ngủ. Bằng ngày tôi nhớ thì tôi niệm. Không chuyện lưu bu.
Rồi tôi ngồi tôi giải giáo lý. Bằng đêm là tôi ngồi tôi niệm Phật hoài, tôi ngồi hai con mắt thì ngủ mà trong cái tâm niệm Phật không có bị điên đảo. Tôi ngồi 1-2 tiếng hồ chẳng hạn rồi nó mỏi quá thì tôi ngã ra cái ghế đó, tôi trên cái ghế dây 4-5 rồi tôi không có nằm cái giường. Tôi lên cái dây tôi nằm ngã ngửa vậy cho nó đỡ mỏi lưng rồi hồi tôi ngồi xuống tôi niệm Phật nữa. Mà tôi niệm được cái thói quen là hai con mắt thì ngủ mà cái tâm thì niệm Phật. Hai mắt mơ mơ về ngay cứ niệm Phật hoài rồi nó không biết chán, không biết mệt. Rồi niệm Phật hoài cố gắng như tập luyện vậy đó. Phải ráng các cô ơi, còn không bao lâu nữa đâu. Rồi thôi bây giờ các cô muốn biết cái gì các cô hỏi thêm đi, trong cái sự khó khăn của mình đó, tôi có biết thì tôi luận giải cho các cô hiểu. Chứ còn nói bông lung như mấy cái ông thuyết trình đó, tôi không nói được. Cô hỏi cái diễn tiến những cái thời gian sắp tới đây tu còn kịp không, tu thế nào giờ hỏi hôm qua là kia đó. Hỏi cái gì? Nói dự kiến mà tu đây chắc đó là kịp không ông Sáu, hay là mình tu trễ rồi? Sao? Cái diễn biến? Diễn biến mình tu kịp không hay là mình tu trễ rồi? Cái tu không có nói sớm mà trễ hay muộn nha cô. Nhưng mà có điều tu phải tu cho đến cái trước cái chu kỳ cái đạo thầy bé đó. Thôi cô hỏi như vậy tôi mới giải thêm cái này. Tu thì không nói muộn trễ vì nhân duyên của mỗi người vậy đó, tôi có tu sớm đâu cô. Dạ. Phải không? Dạ. Mà có người tu 40-50 năm nay mà cái sự mà người ta đi thẳng vào cái chân lý của thầy để mà xả bỏ, nhiều khi ta còn vướng mắc ta chưa chịu xả bỏ nó. Dạ. Còn các cô mới mà cô hiểu, các cô dám xả bỏ. Dạ. Rồi dám làm những việc mà khó làm, phải không? Thì thôi tôi cũng khuyên các cô cái này, người tu mà muốn cho đừng có bị khổ não, đừng bị buồn phiền, phải không? Cái này nó khó cho người tu lắm. Dù lúc là bệnh, lúc bị chồng con, chuyện này chuyện kia, phải không? Rồi nó sanh ra cái phiền não thì cái tâm mình rối, phải không? Các cô cứ nghĩ như vậy thì hết phiền não, mà tôi nhờ cái này mà tôi vượt qua cái phiền não nè. Các cô gặp cái gì khó khăn trong cuộc đời mình, các cô phải hiểu rằng đây là luật nhân quả. Luật nhân quả của trời định là không sai một mãi, mà cái gì nó đến khó khăn cho mình là do mình làm chứ không phải đương không nó đến. Mình cứ nghĩ đương không sao cuộc đời tôi nó khổ quá khổ rồi mình phiền não. Nhưng mình không nghĩ rằng mình đã gieo cái nhân trước, mấy bữa nay mới có cái trái độc này nè. Đó, rồi bây giờ mình biết đạo rồi, mình chấp nhận cái này. Hồi đó tôi không có hiểu đạo tôi làm, bây giờ tôi chấp nhận tôi chịu để tôi ráng tôi tu nè, thì chỗ cô tu là chỗ giải trừ cái quả. Nó mà vui vẻ cứ tu đi, đừng có sợ gì hết trơn á. Chạy chốn là không được, không chạy chốn được nào. À chốn được mình phải trả. À, bởi vì mình tạo mà bữa nay mình than khổ cái gì. Thành ra có cái câu là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, là cái này nè. Bồ Tát ta sợ nhân, ta đâu có gieo có giống độc. Còn chúng sanh cứ gieo có giống độc hoài, tiền kiếp kiếp này cũng có rồi, tới chừng cái quả khổ tới thì than sao được. Bây giờ biết đạo phải hiểu cái này để nhận cái khổ đó là nó hết khổ liền à. Rồi vui vẻ tu mạnh hơn đó. Đó. Rồi cô hỏi sao mà tu sớm tu trễ, tôi xin giải cái này. Thầy ra đời thầy nó tiên cảnh thoát ly truyền bát kỹ, chữ truyền là dạy thầy, cái cơ dạy đạo của thầy là đúng 100 năm. Mấy bé mà thầy ra đời năm 1939 thì qua năm 2039 là các cô hết tu rồi đó. Thì đây tới 2039 nó còn mười mấy năm nữa, các cô chịu tu một ngày cũng đắc đạo đó. Phải không? Đó. Thành ra ráng ký quyết tu chứ đừng nghe người ta nói trời tháng 7, tháng 8 đời tới. Cái chuyện đời là một chuyện, còn chuyện tu là cứ việc tu, đừng có nghĩ Tết ai, không ai nói đúng, biết ai nói đúng, ai nói sai, phải không? Nhưng mình chí quyết tu là cứ tu đi. Nhưng mà tôi nói thêm cái này để các cô nè, thầy nói câu này mà nhiều khi người ta sai lầm nè. Trong cái bài, bốn cái bài khoáng thủ của bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương mà cái câu thứ tư đó, hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu, tức là
cái câu đầu là Bửu Ngọc giảng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo có sâu, kỳ giả thích tâm tìm đạo lý mà hơn tuyệt đông lui bảy phục cầu. Người ta hiểu sai lầm cái câu này nè, để tôi giải thích chỗ sai lầm các con nghe nha. Mà đây là mấy vị tu sĩ sai lầm cái này nhiều nè. Chữ hương, thầy nói chữ hương là nhang, chữ tuyệt là dứt, thấy không? Đăng là đèn, tiếng Hán nè, đăng là đèn, lui là dẹp, bãi phục cầu là không cuốn lại, phải không? Mà nếu thầy dạy cái đạo hòa hảo là có ba cái ngôi thờ chính để mình quy mạng sáng chiều gắn chí nguyện cầu, mà hương tuyệt đăng lui bãi là dẹp bằng thờ đi, thờ làm chi, phải không? Dẹp trái với cái sáng với chiều gắn chí nguyện cầu. Mà cái câu thầy nói cao sâu lắm, nhiều khi nghĩ ngay cái văn tự này nó không có đúng. Cái đạo của thầy các cô tu đến một ngày nào đó, một có một cái chu kỳ nào đó, chứ tôi đây là câu thiên cơ. Hương tuyệt đăng lui các cô muốn cúng cũng không được nữa, là tới cái chu kỳ đó rồi, là bãi đó, là hết tu đó, chứ không phải bây giờ mà bỏ mà không cúng lại. Cái đạo của thầy tu có cái thời bãi trường, nó khóa cổng là tới cái chu kỳ khác, tới trường khác là hương tuyệt đăng lui nè. Muốn lại cũng không ở ngồi nhà lại được, của cải tài sản bỏ mẹ hết rồi còn đâu nữa mà lại. Đó. Cái ý nghĩa câu này nó như vậy đó, chứ không phải bây giờ mà không cúng lại nữa, bây giờ tôi tu tâm được rồi, không phải vậy. Phải quy mạng sáng chiều gắn chí nguyện cầu, cái ý nghĩa nó câu đó là như vậy thôi. Tôi cũng giả sơ, ráng tu đi. Thầy nó khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Thì các cô vô tu rồi các cô sẽ thấy cái đạo màu nhiệm của thầy, các cô không thể tu ít đâu. Đó. Hiểu được rồi toàn có sự nghiệp tài sản nhẩm mẹ gì ở đó giữ. Đủ ăn, các cô sống ngày nay, các cô có gia đình, có chồng, có con, gia đình êm ấm, các cô đã có cái phước quá tốt rồi. Người ta cỡ như các cô không cơm ăn, không áo mặc kìa, rồi đau không tiền uống thuốc nữa kìa. Các cô đâu phải tới cái trạng đó là mình có phước rồi, ngày nay hưởng cái phước đó nhiều đầy đủ rồi, ráng làm để sống rồi giúp đời lo tu đi. Tôi khẳng định mấy cô là nếu tới năm 2039 là các cô tu hết kịp rồi đó. Chứ tôi không nói gì khác nữa. Thôi tôi cũng nói vậy, ráng tu. Thầy nói ráng tu đặng mà chết, thì bây giờ mình ráng tu đi. Đặng mà chết, mà chết rồi về đâu? Ông sư dạy ông nói đó. Chết rồi thì mất xác còn hồn, đừng có, người tu đó sẽ chết. Chết rồi thì mất xác còn hồn. Chí công đó, chí công là chí công tu hành. Khi chết rồi có Phật chí tôn rước về cho không có bị bơ vơ đâu. Còn làm ác đó, tới khi bỏ xác rồi quỷ sứ giữa kề. Hai cái chết nữa khác nhau. Thì thôi bây giờ ráng tu đem về địa ngục nó khắp tra nhiều bề đó. Thôi tôi chỉ nói ngắn gọn đó, ráng tu hiền. Thời này mình có Phật tại thế rồi, thấy không? Thành ra mình ráng phải tu, mà con người nó muốn sanh ra con người là thật là khó, chứ không phải sanh ra được làm người rồi đơn giản. Có những cái vong linh mấy trăm năm chưa được đầu thai nữa các cô. Rồi mình đã sanh ra làm người rồi là quá quá may mắn rồi, mà lại sanh ra cái làm người mà được cái thời kỳ sanh ra mà được gặp Phật tại thế, nó là phước ngàn vàng luôn. Thành ra bây giờ mình đã duyên lớn rồi, ráng tu hiền. Chứ còn nếu mà gặp Phật không tu quá uổng, mà cái thời này là thời kỳ Phật cứu cánh, Phật tận độ. Thành ra bây giờ là phải điêu luyện pháp môn niệm Phật. Rồi phải niệm Phật thì phải biết thương người, phải biết bốn cái đại đức của Phật để giúp ích xã hội. Và thường hằng niệm Phật là phải tư duy thân khẩu ý của mình. Mình phải tư duy thân khẩu ý mình vướng mắc cái gì, mình biết cho ai nhìn vô biết. Mà mình tu mà mình cứ nhìn, ôi cái bà đó bà tu cái gì, không? Sao mình biết ta tu tầm bảy, mình đây nè, mình biết mình nè, là tốt rồi. Thành ra mình luôn luôn phải soi rõ cái thân mình, cái khẩu mình và cái ý mình. Đến đổi cái ý mình suy nghĩ bung lung nó cũng không có vào cái chỗ chánh định đó mình. Mà thầy dạy chánh tư duy một cái thanh cao đó, mình phải tư duy mình biết trừ bỏ. Các cô tập lần lần nó quen thành cái thói quen rồi, các cô muốn ngưng niệm Phật cũng không ngưng được nữa.
Ý tôi chỉ giải thích đơn thuần vậy thôi, mà muốn làm phải tập chứ không phải nói đừng không mà dạ. Mà thành đạt. Mà tập nó không có lâu. Tập không có lâu, ví dụ cô tập chừng 2-3 tháng là cô tự thấy cô phát triển rồi, chứ đừng nói tới mà 3-4 năm, 10 năm. Các cô tin tôi đi. Mà những việc tôi nói với các cô đây là tôi đã thấy được rồi. Tôi đã thấy được rồi nói, chứ không phải tôi nói thí thí. Mình hành sao mà mình được vô bốn khỏe không sao? Hả? Mình hành cấp môn sao mà được vô bốn khỏe? Hành mình tu cách sao được vô bốn khỏe? Con người hả? Dạ. Đừng bà. Chỉ cần hiếu hạnh rồi. Hiếu hạnh thôi. Hiếu hạnh rồi. Dạ. À, hiếu với cha mẹ đôi bên, dạ, phải không? Dạ. Có đức hạnh với chồng. Có hạnh kiệm đối phó với con dạ dỗ nó, nhiêu đó các cô vô được bốn thẻ rồi. Vậy hả? À, còn có các cô có phát nguyện để giải thoát thì các cô hành được mức độ nào cứ hành niệm Phật và trừ đi những cái vật dục mình ham muốn. Còn các cô làm tròn cái chỗ công dung ngôn hạnh là người đàn bà tốt rồi đó. Cái thời cúng của mình đâu sao, thời cúng của mình nó quý báu làm sao đâu, giải cho mấy đứa em con nghe. Hả? Cái thời cúng á. À, quý báu làm sao đâu, giải cho mấy đứa em con nghe. Đây là bốn chị em không. Bởi vì không à, để được. Cái thời cúng của mình á. Để tôi giải thích cái thời cúng. Đức thầy xuống ra đời, đức thầy đó đã gom hết những cái gì gọn gẽ như vậy. Trước nhất là đạo hòa hảo là chỉ ba ngôi thờ thôi chứ không có thờ nhiều. Phải không? Yeah. Ví dụ cái nhà mình mà có ông bà cha mẹ ngày xưa mà có thờ thêm ông thần tài hay gì đó, hay dòng cô dòng bà vậy đó, ngày nay mình quy y với thầy với tổ rồi thì phải đặt bàn lại xin trà nước để đốt nhang cầu nguyện với cái bàn đó của ông bà gì đó. Trước nay cha mẹ tôi thờ, bây giờ tôi quy y theo đạo hòa hảo rồi, bây giờ tôi thờ với ông bà đây thì tôi cũng tôn kính, nhưng mà có cái là chiều tôi chỉ đốt nhang xá tôi cắm thôi chứ tôi cũng không biết giá làm sao, phải không? Ngày nay thôi tôi theo đạo hòa hảo, thầy đi thờ một ngôi, thầy tôi có dạy đi thỉnh quý ông quý bà về đây để về chung ngôi tam bảo cho tôi có cái bài nguyện cúng hàng ngày để cứu độ. Vậy là mình thỉnh chú đáo rồi xong là tới cái bài cúng của mình đó. Tại sao mỗi cái lễ nó khác nhau? Ngày xưa đó. Sao uống mình sao? Năm thứ đậu uống đi vô mát. Năm thứ đậu. Ông cả đây cái bàn thông thiên mà trước đó. Đức thầy mới... Ông xui của ông cả là ông già chồng của cô hai mới tặng cho đức ông một cái bàn thông thiên đúc. Hồi trước bằng thiên bằng cây. Ông cả mới không nhận nha. Đức thầy bên nào không được, ông cả của xưa gia ta có lòng ta tặng cho ông phải nhận. Ông cả nó trước nhà tôi có rồi, thầy nhận làm gì nữa. Phải không? Đức thầy nói ông nhận đi, xưa gia ta có lòng nhận rồi. Bây giờ ra coi cái bằng thiên nó còn. Chỉ có nhà đức thầy là hai cái bằng thông thiên cặp thôi chứ không ai có hết. À. Nó rồi cái bàn thông thiên đó thì đức thầy nâng cái bàn để lưu hương. Còn cái bàn thì để bông hoa, yeah. Vâng. Yeah, hả? À, cái bàn kia là lưu hương, yeah. Còn bên này để bông hoa cúng, phải không? Không đó. Thì đó là cái lòng nhận của ông xui. Nhưng mà đức ông có nói với đức thầy, tại sao bàn thông thiên tôi đó giờ tôi có thờ thiên, trời, địa, đất, mà sao ngày nay ông không có thờ cái ngôi địa dưới này, yeah. Phải không? Đức thầy mới giải thích. Ông cả ơi, ông thờ giờ còn thiếu đâu ông cả. Nó nói, ủa tôi thờ giờ thiếu, ông không thờ sao đủ. Đức thầy nói, ông thờ thiên là trời, địa là đất. Thiên hoàng, địa hoàng thờ đủ rồi, còn nhân hoàng bỏ đâu. Ông không có thờ nhân hoàng, là thiếu, phải không? Còn tôi bây giờ tôi quy lại, tam bảo tôi quy chung lại. Ba ngôi nằm chung một chỗ, tức là trong cái bài cúng là cầu thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Nó có đủ, còn của ông, cái bà, ông thờ thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng không có. Mà cái bài cúng không có nữa, ông xá, ông cấm hàng, ông giái độ cơ mà, phải không?
nó thành ra thầy đã gom lại thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng thầy gom chung lại đó, rồi mới nói trở lại cái vấn đề cúng. Chúng ta cúng đó là hằng ngày sáng với chiều đó, ta có ba ngôi thờ cúng, ta phải quy mạng. Quy mạng tức là cái bài ta quy y đó, tức là cúng với bàn thờ cửa quyền là cúi kính dâng hương trước cửa quyền trước, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc tức là quy y mình nguyện tu hiền để tạo cái phước duyên, tức là cắm hương. Cắm hương xong rồi lại xuống chắp tay đứng đọc tiếp, cúi đầu mới lại tạ tổ tông. Báo ơn sanh dưỡng rày công nhập nhằn, rày con xin giữ đạo hằng, tu cầu tôn tổ siêu thân Phật đài. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, độ con yên ổn vững bền cổ tu. Cái bài cúng tôi cúng hàng ngày, tôi đọc tới đây tôi còn muốn quên khúc đó. Rồi đó là cắm nhang xong rồi đọc bài đó xong rồi đó là mới lại bốn lại. Lại bốn lại thì cầm một cái nhang khác mới xá ba xá và quỳ xuống, đây là cái bài quy mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Rồi mới Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm, nay con Phật Tổ Phật Thầy. Quan thượng đẳng. À, nay con nguyện quy y tha mấy ngày. Quan thượng đẳng đại thần chỉ quan thủ thần. Cái bài cúng hàng ngày bây giờ còn đọc còn quên. Quan thượng đẳng đại thần, trăm quan cự thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ơn chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ quy tha mấy ngày, tu hành theo Phật đạo. Đó là lên cấm nhang xá. Xá xong mới chắp tay vào ngực đọc tiếp cái bài Tây Phương. Có nghĩa là chắp tay vào ngực đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, tức là mình cầu cho chúng sanh cả thế giới. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửa Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Thăng, tức là cầu cho cửa quyền mình. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Phụ mẫu tại đường là phụ mẫu còn sống tại nhà, phụ mẫu quá khứ là phụ mẫu qua rồi. Trực giảng Tây Phương, Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly, tức là mình cầu cho bá tánh vạn dân. Rồi cái nguyện thứ năm đó, Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu đó, Phật Tổ Phật Thầy mới từ bi xả tội đệ tử là mình, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Đó là xong trong cái bài này là lại bốn lại. Ra bàn thông thiên thì cũng đọc y bài quy mạng và bài Tây Phương Ngũ Nguyện, rồi lại bốn lại, rồi bốn còn lại ba hướng thì đọc bài Tây Phương không rồi cũng lại bốn lại, xong rồi trở về hướng chánh mình muốn nguyện là xong. Vậy là xong một thời cúng rồi vô nồi niệm Phật tịnh niệm, là tùy nhân duyên của mỗi người. Đó là cái luật cúng kiến. Còn nếu mình thờ trong nhà ba bốn ngôi thì nó không có cái bài cúng, không có bài nguyện, mà mình không thể phủ bán, không thể bỏ dời ngang được. Năm thứ đậu uống đi cho nó khỏe thì thành ra theo đạo Hòa Hảo rất đơn giản là vậy. Nhưng mà nói tóm lại là cái nhà của mình có ba ngôi thờ là cái chùa đó mấy cô. Thay vì mấy cô lại chùa mới có cái ngôi tâm bảo mấy cô cúng, mà bây giờ thầy dạy ở nhà mình có đủ rồi, khỏi phải đi chùa, mà chỉ cần rằm 30 mình tới chùa để có cái sự tín ngưỡng cao sâu thôi. Chứ còn ở nhà cũng được, nó vậy đó. Tôi giờ cái trí nhớ dở quá mấy cô ơi, mà từ ngày chích thuốc Covid tới giờ sao mà nó quên nhớ quá trời. Cô thấy mấy cái bài cúng tôi đọc hàng ngày đó mà nãy giờ nói mấy cô còn lập dập đó. Dạ. Để đi. Hỏi gì nữa, hỏi đi mấy cô. Ráng ráng tu mấy cô ơi. Ráng tu. Về liền hay gì? Mấy cô tu gia đình mới có tu hết trơn à. Còn nó có những cái trái duyên rồi không thẳng từ từ. Vậy hả? Con gặp trái duyên nè ông, con đang gặp quá nặng luôn. Thì hỏi gì hỏi câu đó đi. Vui vẻ. Dạ.
nợ đó mình đã gieo. Cho con cách sống mà tạo vợ chồng cho nó được. Nói rồi tu cầu thì chồng quay thì tôi hỏi. Chồng quay giải thận đi ha. Hỏi cầu giảng mình tao trả lời mới được. Có chia tay không? Chưa chia tay thì không thẳng vậy hả? Ừ. Dạ. Trời, tôi nói nãy sắt đá còn chảy theo cái miệng đàn bà mà thằng ơi con chồng nhà dễ ợt. Dạ. Dạ. Có những người người ta chia tay rồi đó, khi người ta hiểu đạo người ta qua trở lại đó. Dạ. Giờ lại hỏi chú Sáu con câu đi, thầy nói là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay là gặp dịp tu hành. À. Nhất tâm như thế nào để mình kịp cái thời kỳ này với Sáu? Bây giờ theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành. Cái câu theo đạo lý nhất tâm mới kịp đó, ngày nay đà gặp dịp tu hành, chữ đà gặp dịp tu hành, ngày nay đã gặp được Phật xuống thế, mở cái đạo, đây là cái đà mình đã gặp cái dịp để mình tu hành. Nhất tâm theo đạo lý nhất tâm, đây là cái câu nhất tâm này nó khác hơn cái chỗ dạy niệm Phật nhất tâm. Phải không? Theo đạo lý, cái đạo là cái con đường, cái lý là cái lý đạo mình đã chấp nhận để mình quy y theo cái giáo pháp của thầy, là cái lý đạo là nằm trong cuốn giáo lý của thầy, có dạy đủ, thầy đã rút trong các luật các kinh hết, thầy dạy đủ cho mình, thì mình đã quy y quy mạng theo giáo lý của thầy tổ, mình nguyện quy y công phu kính bái sáng chiều để quy mạng cúng bái, thì nhất tâm đây cái chỗ là không thay đổi cái tôn giáo nào khác hơn. Dầu ai có nói cái chỗ nào linh thiêng cái nào đi nữa, là mình đã quy y cái đạo của mình là chánh đạo rồi, mình biết là chánh đạo rồi mình mới quy y. Thành ra cái chỗ này đó là mình phải nhất tâm, cũng như thầy nói một cái câu này nè. Thầy nói ma ha thiệt thằng nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương bườm cho thả trôi. Chữ ma ha đây là rộng lớn, là chỉ có cái đạo rộng lớn mà mình đã quy y theo cái giáo pháp của thầy, là mình hiểu được cái đạo rộng lớn rồi, cũng như mình đã có được chiếc thằng nhỏ rồi. Yeah. Thấy không? Đã dọn rồi tức là mình đã hiểu đạo pháp, mình lo mình dọn thân mình rồi, thì phải chèo lái, tức là đây là dụng công để tu hành. Yeah. Quyết chí theo một con đường này. Yeah. Chớ tha trôi, mà biết được cái đạo tha trôi bền bồng rồi sao mà tới nơi, phải không? Nhưng mà quan trọng cái lái, phải lái thẳng cái đường mình đã quy ngưỡng rồi, tức là phải lái thẳng con đường để hành trì tới cái ngày đạt đạo bỏ xác hay gì đó. Còn lái không có chỉnh chạc đó, nghe ta nói ông tiên ở trong cái ngọn này, ông nói chuyện, ông dạy tu có ba bữa là có hào quang rồi, là mình nhảy mình lũi vô, tức là không nhất tâm, rồi cuối cùng mình đi không tới đâu hết. Cái chỗ lái là quan trọng, tức cái chỗ lái này là cái chỗ nhất tâm, phải thẳng một đường, thẳng một chí dốc một đi. Đây là cái chỗ theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Đạo lý là cái lý đạo, mình đã hiểu rồi phải nhất tâm hành trì. Thành ra mình đã quy y theo thầy rồi thôi. Thì mình, bởi vì thầy nói thêm cái câu này nè. Thầy nói đó, trong cái bài Viếng Làng Phú An Bến Câu Thi đó, thầy nói: cầu ngã kiến văn tối thậm đa, thiện duyên tác phước ý như hà, phô trương vạn lượng tam hài tuế, hội thính na thời kiến thịnh quang. Giờ đó nó uống được tôi không. Có nghĩa là thầy dạy chúng ta đó, cầu ngã, chứ ngã là ta, là chỉ cho đức thầy. Thầy dạy muốn cầu đạo ta, cầu là cầu đạo Bồ Đề, mà thầy vẫn muốn cầu đạo ta phải kiến văn, phải hiểu giáo pháp của thầy, văn tự của thầy. Tối là tột cao, thậm đa là thâm sâu, nhiều chỗ quyền bí mà không biết cái đạo của ngài thâm sâu, vô tu ít bữa nghe chỗ này linh chỗ kia linh rồi bỏ đạo luôn, rất uổng. Thành ra muốn theo đạo thầy phải biết giáo pháp của ngài, mình đi tới đâu và là hành trì thế nào để đạt cái mục đích đó. Thì mình quyết chí đó là cầu ngã kiến văn tối tâm đa. Rồi thầy dạy là thuyện duyên tác phước ý như hà, có nghĩa là ngài dạy mình hành đạo của ngài đã thông suốt rồi, phải làm chữ hiền. Thiện là làm chữ hiền, tạo cái duyên lành. Tác phước là tác tạo cái phước điền trong lúc hành đạo nè.
ý như Hà thì phải đổi cái ý mình, bỏ cái tánh ích kỷ, phải đổi lại cái tánh rộng lượng, vị tha với mọi người, tánh như biển, rộng Hà là như sông biển, ý như Hà là sông biển. Làm được như vậy rồi tới phô trương. Cái câu này nè, phô trương là bài ra, vạn lượng là 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt, phải không? Ý như Hà, phô trương vạn lượng à, mới tam hài tuế chứ. Khi mình tu hành đạt đạo, mình bỏ danh lợi rồi, bài ra trước mặt 10.000 lượng vàng. Yeah. Tam hài tuế, tam là ba hài, là đứa hài nhi, tuế là 3 tuổi. Như đứa con nít 3 tuổi chỉ cầm vàng chơi thôi chứ không ham muốn. Danh lợi mình phủi rồi, thì mình chỉ cần cái đạo thôi. Đó là cái chỗ phô trương là bài ra. Vạn lượng là 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt. Chứ khi mình đã tu hành đỉnh đạt rồi, mình đã gội rửa hết, mình làm từ thiện, mình không nghĩ danh lợi rồi, 10.000 lượng vàng bài ra trước mặt thì mình như đứa con nít 3 tuổi chỉ cầm chơi thôi chứ không có lòng ham muốn. Tu tới đây là đạt đạo nè con. Thầy nói đó là cái câu này là tiên cơ, thầy hối mình phải tu gấp. Bởi vì cái chu kỳ trong một năm đó, một năm 12 tháng, 12 tháng là thế nào? Âm lịch thì ta lấy theo cái các vị thánh ngày xưa lấy theo cái vòng quay của mặt trăng. Rồi, cảm ơn mấy cô chú nhìn thấy. Cháu nói là đây là lần cuối cùng đấy các bạn. Cái vòng quay cái mặt trăng. Nó giáp một vòng là một ngày. Mà nó đi quanh như cái mặt trời, khi giáp cái vòng của quanh của mặt trời là 365 ngày, đó là một năm. Mà còn mau tới thì tuần đời là cái lý trời nó đi đến thì cũng chống đổi thay, có nghĩa là thầy hối mình phải tu cho gấp. Tuần đời nó thay đổi, mình thiếu đạo thì không có tu, tới cái tuần đời mà nó mạt hạ, nó đã tới cái cơ tận diệt thì mình không có đạo rất ổn. Bây giờ thầy mới nói 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổ thai, có nghĩa là rất là mau. Thầy mới dạy tu kiếp nó không có trễ đó, chừng đó đầu có kiếm điên khùng, thành ra cái tuần đời nó cũng tới rất là mau, cho nó đổ thay đổi rất là gấp. Cũng như thời kỳ mà cô chú Hồng nhỏ tới bây giờ đâu có bao nhiêu năm đâu, mà nó biến đổi rất là xa rồi, nhưng mà cái cơ tận diệt đây sắp đến nó cũng rất gấp. Thầy dùng cái ý này cho chúng sanh ngày nay ráng mà lo tu hiền cho nhanh chóng, để mà tới thời kỳ để mà có Phật trời cứu độ mình sống qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Chứ còn nếu mình không tu thì cái cơ trời tới gấp lắm, chứ không phải như cái tưởng mình chờ tới chừng nào có vợ có chồng, cứ gả con cái hết rồi mới tu thì nhiều khi nó không có kịp, ý nó vậy. Tiểu nạn để cho chúng sanh phải ráng lo tu hiền. Tiểu nạn đây có nghĩa là bệnh dịch, ốm đau, mưa bão bất thường, mà Đức Thầy đã cho biết là khổ ách này đặng thức bệnh trần. Đây là cái cực khổ đã xiết đến để cho chúng sanh phải ráng tu hành. Trải qua một thời gian bệnh dịch rồi thì chúng anh em tín đồ, bà con cũng bước vào tu hiền cũng khá đông, nhưng mà qua cái bệnh dịch ổn định rồi cái coi thì cũng lơ láo, là không còn tiến triển mạnh nhờ bệnh dịch. Như vậy thì bà con đừng có sai lầm rằng cái bệnh dịch này là nó hết và nó sẽ còn tiến triển mạnh hơn nữa. Và cái cơ mà tiểu nạn đây đó có thể là theo lời của Phật cho biết đó, qua năm 2024 đó, là năm Giáp Thìn sẽ có điểm ứng rồi thôi, tức là năm Giáp Thìn sẽ có một cái điểm trời ứng hiện rất là rõ nét, nhưng mà cũng không có gì. Nhưng mà đây là cũng để chấn chỉnh cho người đời biết mà tu hiền. Từ cái năm 23 tới đây đó là 24 là bắt đầu có những sự việc của cơ màu nó sẽ xuất hiện. Và nó sẽ khổ não cho đến tới cái năm là 2029. Đó, đến năm 2029 đó là năm kỷ tỵ. Tới năm 2029 phải kỷ dậu cho nó lộn, năm kỷ dậu. Mà Đức Bổn Sư Ngài cho biết là
kể từ năm Kỷ Dậu đến lần, nhân dân sao xuyến mà chẳng gần bổn hương, đông tây nam bắc bốn phương, chúng sanh họ tử mà thảm thương dân trời. Đây là tới năm Kỷ Dậu là bắt qua cái trung nạn. Qua cái trung nạn tức là nó lớn hơn cái tiểu nạn, và những cái khổ ải của người dân phải chịu rất là xiết. Cái xiết tới đây để cho chúng sanh thấy mà còn tu còn kịp, tu còn kịp để thoát được cái họa diệt vong này. Nó tới năm Kỷ Dậu, nhưng mà năm Kỷ Dậu thì phải tu cho xiết cho đến năm Đinh Tỵ. Đinh Tỵ à, Bính Dần à, Đinh Tỵ à, đến năm Đinh Tỵ à. Đến năm Đinh Tỵ thì năm Đinh Tỵ đó ông ba ông cũng cho biết là Đinh Tỵ ra sắm thành lình, phải không? Đây là Đinh Tỵ, đây là ra sắm thành lình, nhưng mà cái sắm thành lình đây là cái tiếng sắm động, tiếng chấn động của quả địa cầu này nó ra, tức là binh đao khói lửa chấn động là ra sắm, tiếng sắm là chấn động nha. Và ra đến đây là trung nạn, thành ra thời kỳ từ đây cho đến năm 2037 đó Kỷ Tỵ, đó là con người còn tu kịp, chúng sanh bà con hãy ráng tu hiền. Nhưng mà tu đây là cái nạn nó đã xiết đến đó, tu để cho vượt khỏi cái nạn ốm đau, bệnh dịch hay là mưa bão bất thường, rồi chiến tranh ác liệt sẽ đến vào cái chu kỳ trung nạn. Mà chu kỳ trung nạn này không tu đó thì đến đại nạn là phải chịu chết chứ không còn tu kịp nữa. Mà đại nạn là năm nào? Tới đại nạn đây đó thì theo cái cơ sấm của ông Trạng cho biết đó, hãy chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ. Chăm chỉ tức là ngài khuyên chúng sanh ngày nay phải ráng chăm chỉ lo tạo cái phúc đức hiền từ, làm những điều phúc hạnh và làm lành lánh dữ, đó là cái chỗ chăm chỉ. Chờ ngài tức là ngày nay ta chăm chỉ tu hiền, chờ đến ngày mậu ngũ thì mới thấy được cái công quả của cái hạnh tu là nó đạt đến. Mà nếu không tu đến cái ngày mậu ngũ này là coi như là không còn. Mà mậu ngũ đó là năm 2038, là chu kỳ này là còn tu đến đó. À, tu đến năm 2038 thì cơ giảng của thầy đúng 100 năm rồi đó, là hết tu nữa rồi đó. Ha. Chăm chỉ chờ ngày sang mậu ngũ rồi mới tới là cái câu gì tới buổi canh tân. Ước ao đặng thấy buổi canh tân. Thành ra cái người tu mới ước ao. Ước ao tức là mong chờ đặng thấy buổi canh thân. Như vậy thì buổi canh thân, ông Trạng cho biết buổi canh thân, nếu canh thân là năm 2040. Mà chữ canh thân này là cái khổ đã đến rồi, là Đức Thầy nó đến thân dậu thánh thần đao động đây, nó trùng với chỗ này. Như vậy thì canh thân. Canh thân vậy là tới canh thân rồi. Thì Đức Thầy còn cho biết là canh niên diễn lữ tối thi thần, kê thủ nhất tràng vạn địch nhân, nam thức quân thần cuồng lão sĩ, châu nhi phục tỷ cổ đồng lân. Như vậy thì qua đến năm canh thân này đó, nếu chúng ta không tu thì đến canh thân này chúng ta không còn tu kịp nữa, mà phải chịu những cảnh tai nạn khổ đau dồn dập cho đến khi mà núi cấm nổ đó rồi, 18 nước vô thì con người 10 phần hết 7 còn 3 thay còn 1 đó. Mà người không tu thì đến đây không còn. Như vậy thôi, tôi để nhắc thêm một đoạn nữa là đến buổi canh thân. Canh thân thì Đức Thầy cũng có cho biết đó là đến thân dậu thánh thần lao động, và ngài cho biết thêm là đến thân dậu mới như thượng cổ. Mà nếu đến thân dậu nữa thì 12 năm khổ ách này người dân phải chịu lao đao, phải chịu cái cảnh chết chóc ghê gớm, mà nếu cái người không có đạo, không có tu hiền thì Phật trời không thể cứu được. Còn những người tu hiền thì chừng đó sẽ có cái sự cứu ứng của Phật Quan Âm Bồ Tát và Quá Pháp Thần cho Trăm Quan Cựu để dìu dắt những người tu hành để về nơi một cái đỉnh an toàn để mà chờ ngày lập hội. Như vậy thì hôm nay cũng gặp anh em huynh đệ đây.
tôi cũng có lời chia sẻ.